Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không cổ suý cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Ở tập trước, Siro đã nhận nhiệm vụ của hiệp hội để tiêu diệt Goblin King, hay còn gọi là vua của loài Goblin, và lấy được vương miệng của hắn ta. Sau đó theo chuỗi dòng sự kiện thì Siro lại tiếp tục đi tìm đến chủ nhân của con mắt Lost Eye. Và tại đây Siro đã có một trận chiến một mất một còn với nhưng mà trận chiến này hơi thiên về hướng mẹo vặt cuộc sống một xíu, khi mà người đánh là Siro còn người bị đấm là con sau 7749 lần click chuột như một dẫn giả chuyên nghiệp thì cuối cùng Siro đánh bại được con và thu lại cho mình được con mắt Lost Eye, con mắt đầu tiên trong xuyên suốt cuộc phiêu lưu của anh ấy. Và trong ngày hôm nay sẽ là một tập mới cho chuyến phiêu lưu này, và các bạn đó tôi xem ngày hôm nay Siro sẽ làm những gì và gặt hái được những chiến lợi phẩm gì nha. Xin chào tất cả mọi người, đừng đặt qua những xem video quen. Và chào mừng Mandy đã quay trở lại với channel của Siro với show và là tên Spray. Rồi sau vài ngày thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở trên cuộc hành trình phiêu lưu để có thể giải mã được cái thế giới Dark Rap rồi các bạn ạ. Và tôi cũng đã chuyển nhà thành công lên trên đó. Ôi trời ơi, từ từ anh em ạ, có một con skeleton đang cố gắng bắn tôi. Ai chà, ok, đi rồi. Đi lên lụm đồ. Hầu như theo như tôi thấy thì khi mà tôi chuyển lên trên đây tôi ở thì cảm thấy nó đỡ lắc hơn các bạn ạ. Và đặc biệt là kia trên đây chúng ta có thể gặp được một con mèo rất là dễ thương. Oh my god. Hey, cái gì chát? Trời ơi, cứu tôi. Oh my god, tôi đói rồi anh em ạ. Ngày hôm nay thì tôi cần phải đi và chiến đấu với hiệp sĩ Robber. Rồi, là hàng này nè, Night Robber, oh my god. Nó cũng là hiệp sĩ anh em ạ, nên tôi nghĩ chắc là cái chiến thuật của nó sẽ là chiến thuật cầm kiếm. Và vả tôi không trượt phát nào. Tại vì nghe tới cái danh hiệp sĩ là anh em sẽ tưởng tượng đến những cái người mà đô con lực lưỡng, mặc áo giáp sắt, cầm cây kiếm to, quải ca vật vả đúng không? Rồi anh em nhìn lại tôi đi, anh em biết nào bị vả rồi đó. Nhưng mà không sao anh em ạ, nếu mình không hoàn thành nhiệm vụ này á thì chúng ta sẽ không thể nào mà bước tiếp đến những cái câu chuyện, những cái chương tiếp theo của cuộc phiêu lưu này được. Nào bự cỡ nào chơi hết. Trời ơi, ôi là tôi không có được hình thể gì mà được cái là máu liều tôi nhiều hơn máu não nha. Đúng là chạm đến là đó. Mà ví dụ đánh tôi đau quá thì thôi tôi xin lỗi. Cha, nhưng mà mấy cái nhà này hay bị lỗi quá ta. Cái nhà này hay bị lỗi quá anh em ạ. Trời lửa đúng cái nhà bị lỗi luôn, mấy quậy cái trưởng để ý tôi là cái trên đây nè, còn cái cửa là tôi sửa nha mấy mấy. Rồi trước tiên thì chúng ta cần phải có lương thực để chúng ta lên đường anh em ạ. Không có lương thực mà lên đường là ngu đó anh em. Đây 57 ổ bánh mì chắc là đủ rồi hen. À khoan, quyển sách phép của tôi, đúng rồi. Đâu rồi, quyển sách phép của tôi đâu rồi? À đây, cái quyển sách phép của tôi đây. Mini ơi, đây là cái quyển sách mà giúp cho tôi có thể đánh bại được cái con O ở trong tập vừa rồi. Anh em nào đã có cái tập vừa rồi thì anh em đừng quên để lại một bình luận và một like ở bên dưới cho tôi biết nha anh em. Rồi bây giờ chúng ta cần phải xác định vị trí của cái lâu đài của cái hàng hiệp sĩ này trước anh em ạ. Được rồi ha, bây giờ thì chúng ta đang ở hướng đông bắc và chúng ta cần phải đi về hướng tây nam. Như lần trước thì như mình nhớ không nhầm là mình cũng đi về hướng tây nam như vậy. Đây đúng rồi anh em ạ, đúng rồi, lần trước mình cũng đi về hướng tây nam. Đây cái hướng tây nam là cái hướng của cái lâu đài của con vua Goblin nha anh em. Thì hôm bữa là từ cái lâu đài của cái con vua Goblin á thì tôi lén tôi nhìn ra xa thì cái mà đập vào mắt tôi là không có gì cả. Được rồi, và bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tới cái tòa lâu đài đó anh em ạ. Chà lụa, có một cái tòa tháp ở đây các bạn ơi. Ngoài hồi đó mà tôi chơi Real Life Craft, cái series Real Life Craft của tôi hay vào trong cái tháp này để tôi ăn hoi đồ lắm nè các bạn ạ. Ok, vào trong tòa tháp này thì thứ đầu tiên tôi đập vào mắt đó chính là không có vèo gì trong đây các anh em ạ. Rồi tại sao chúng ta lại phải đi bật đá đỏ lên trong khi chúng ta có thể đập hết tất cả ra như thế này nhỉ? Ok, có vẻ như tôi vừa mới mở ra được một cái cơ quan nào đó anh em ạ. Trong đây có đồ anh em ơi, trời ơi, đập hẳn hàng rào ra để lấy. Trời ơi, cần chi mà phải giải mã anh em, quá trời nhanh luôn không? Iron nút ghé. Ok, nhưng mà ở trong đây mình có một cục sắt nè. Ok, chắc mình nghĩ là mình không cần phải đập cái cục iron nút ghét đó đâu ha. Muốn đào sắt mà không có cúp đá là coi như là thảm họa cuộc đời luôn đó mấy lý. Đây rồi, cục sắt là của tôi anh em ạ. Cục sắt là của tôi đó, không phải của ai đâu. Rồi, ok, được một cục sắt rồi đúng không? Phải cục sắt không nhỉ? Ui, quay không cần đi đào quặng anh em ạ. Tôi xuyên suốt series từ lúc bắt đầu đến giờ chưa lần nào tôi đi đào quặng luôn. Rồi lên tầng tiếp theo nào. Có mấy anh đẹp trai nào ở trên tầng tiếp theo đang chờ đón em không? Không à, ôi trời ơi, lại bắt tôi phải giải mã anh em mà nói rồi. Trời ơi, Siro là không có giải mã nha. Siro là chỉ có chơi mẹo giặt cuộc sống thôi. Ui, từ từ, ở đây có đồ ăn nhiều lắm mấy ní ơi. Ở đây có đồ ăn nhiều lắm này. Được đấy, ui trời ơi, tôi đang cần đồ ăn luôn. Ôi trời ơi, trong đây có người anh
lỗi, em xin lỗi. Dạ em có lớn, em có hôn. Em có lớn mà em ngu. Tôi thấy nghĩ tôi nên nâng cấp phép thuật của tôi lên. Em mà phép thuật của tôi yếu quá. Holy. Ôi trời ơi. Ôi, thấy ba tôi rồi. Ai cha bới người ta từ đó chơi. Đào, gắn nhất thằng nào. Tỷ đồng hiếp yếu. Nha mày. Mày. Ok. Một thằng. Ở trong tòa tháp này có người anh em à. Tôi tưởng đâu tòa tháp này không có người chứ. Ôi tụi đây đâu, đây là công trình giải mã chứ nhưng mà không nha. Cây kiếm của tôi gần đứt rồi, không sao cả, tôi chế tạo được cây kiếm mới. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là tôi không biết được là ở trong đây có bao nhiêu ông như vậy nữa nè. Ok. Ở đây mình lấy được một cây Gaffoon Iron Squad. Cũng được, anh em nói chung này đi thì cũng được hoạch được. Đó, cũng được Emerald đồ nè. Rồi, ở trong này chúng ta lại có thêm lương thực rồi anh em. Trong đây thì chỉ có thịt và đồ ăn thôi. Nói chung cũng tạm được anh em ạ. Ui, cái gì tôi bỏ cũng được nhưng mà táo tôi không bỏ được nha anh em. Táo mình đem về mình còn có thể gọi là làm cho táo vàng anh em ạ. Được rồi, và bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi về hướng Tây Nam. Theo như cái quả kèo này tôi thấy là có vẻ như là cái lâu đài của hiệp sĩ Rubber còn khá là xa đó các bạn ơi. Trên đây có một cái hạm đội anh em ạ. Tôi nghĩ là mình cũng nên đánh dấu lại cái vị trí của cái hạm đội này. Thuyền bay, ok. Được rồi, có vẻ như là cái chấm của tôi ở trên bản đồ nó bắt đầu có sự di chuyển rồi anh em ạ. Thì đó cũng có nghĩa là mình đã tiến gần hơn đến với cái lâu đài của thằng hiệp sĩ Rubber hơn một xíu rồi. Rồi càng tới gần lâu đài của thằng hiệp sĩ này tôi càng lắc anh em ạ. Knight Rubber, đây rồi anh em ơi, đây rồi anh em ơi. Cái chỗ của cái thằng hiệp sĩ này nó không phải là một cái tòa lâu đài anh em ạ, mà nó chính xác là một tiểu vương quốc luôn á anh em. Ok, và theo như lời cảnh báo của cái ông dân làng thì cái thằng hiệp sĩ này nó rất là mạnh anh em ạ. Nó mạnh đến cái mức mà nếu như con O mà vừa rồi chúng ta đánh á, cái sức mạnh đó là cái sức mạnh chưa kiểm soát hoàn toàn được con mắt của nó, thì đối với thằng hiệp sĩ này nó có thể sử dụng được 100% cái sức mạnh của con mắt, có nghĩa là siêu mạnh và khủng bố luôn anh em. Tôi không biết là tôi có đánh được không nữa hay là tôi phải chơi gọi là mẹo giặt cuộc sống để tôi giết nó nữa anh em ạ. Và tôi nghĩ rất là đối với cái thằng này thì tôi phải chơi mẹo giặt cuộc sống rồi. Ô, nó kìa phải không? Ê, hình như nó kìa phải không? Ui ôi, nó di chuyển liên tục, nó không như con O là nó đứng một chỗ anh em. Đó là chúng ta, nếu mà chúng ta chơi mẹo giặt cuộc sống chúng ta bắn những cái quả cầu phép con người nó cũng khá là khó đấy. Được rồi, bình tĩnh nào rồi. Ê, sao cái hôm nay nó bị nhiễm với phép quá vậy? Ê, wait a minute, đây tôi sử dụng phép không được anh em ạ. Hình như nó bị nhiễm với phép thật mấy má ơi. Hình như nó bị nhiễm với phép thật. Ui, vậy là bây giờ phải làm sao đấm với nó à? Ui, đùa thế không vui, cho đùa này không vui. Tôi thử sức mày trước nè. Ê! À, đâu? Tôi gặp pháp sư rồi. Ôi trời ơi, mình người chơi hệ hiệp sĩ. Đó cũng người chơi hệ hiệp sĩ nhưng mà nó chơi ma pháp anh em ạ. Ôi, thằng này hack rồi anh em ơi, thằng này hack rồi. Lại phát nữa nào. À, sao đánh không được nó nhờ. Thằng này, ôi thằng này mạnh thế. Rồi, trong đây có một cái cửa. Đây là cái cửa ra anh em ạ, đây là cái cửa ra. Thôi, mẹo giặt cuộc sống là chân lý anh em ơi. Tầm này chơi không nổi rồi. Ôi, công nhận sức mạnh của anh. Bởi vì thế tôi cũng sẽ sử dụng cái tuyệt chiêu mạnh nhất của tôi để chiến đấu với anh. Hỡi canh hiệp sĩ. Ủa đâu vậy? Ở nhà hiệp sĩ kia ơi. Lại đây mà solo mày. Phép thuật có tác dụng anh em ạ. Phép thuật có tác dụng nha nhưng mà rất là ít máu luôn anh em ạ. Để giết được càng này thì chắc phải gọi là tới mai tới mốt, nên tôi nghĩ là tôi sẽ dùng cái cây kiếm này. Ê sao nó ra được vậy. Ê xin lỗi. Ê anh trai em xin lỗi, em có lớn không có hôn. Ê thấy bà tôi rồi. Ê anh trai lại đây em biểu ừ em nói nghe ha. Anh trai nóng tính nha. Mày cứ lừa nó chạy vào trong anh em ạ. Rồi thấy bà chưa. Ôi bây giờ tôi phải tìm lại cái làng của tôi anh em ạ. Trời ơi, tôi nói với anh em rồi, cái cuốn ánh lá này nó cứu tôi nhiều lắm các bạn ơi. Tôi là quay trở lại rồi, tôi biết cách đánh bại cái thằng Rubber này rồi anh em ạ. Khá là dễ anh em, chúng ta chỉ cần áp dụng bung thôi là chúng ta có thể tiêu diệt được nó rồi. Kỵ sĩ Rubber đắp bụng thì vô đây mày. Rồi cắm đuốc vô. Rồi cứ thế mà gõ thôi mới đi. Cứ thế mà gõ thôi.
nói chứ cũng cay lắm nha mấy đi, nói chứ cũng cay lắm nha. Ok, thằng này mỗi lần nó dịch chuyển vào thì nó sẽ lướt rất là gần anh em ạ. Nên là mình không được đào cái này nó xa quá, mình đào xa quá nó sẽ không bị kẹt được, nên là mình đào nó gần gần thôi. Một tí nữa lại hồi full máu ấy này. Sao mà chơi? Cái khó khăn ở cái thằng này đó chính là nó vừa chơi tầm gần vừa chơi tầm xa anh em ạ. Thì phải chơi cái trò vừa khều vừa chạy thôi anh em ơi. Chết rồi. Thôi anh trai, thôi anh trai, cầu kiểu với nó để cấu rỉa nó thôi anh em ạ. Chứ cái này mà mình chơi trực diện không được, chơi trực diện không lại. Đậu xanh nó mạnh quái đạn luôn á. Ôi trời ơi, nó lướt liên tục cả mấy đứa thấy không? Ê khoan, từ từ, nếu như thằng này mà mình chơi cái trò mà mình để thuyền xuống cho nó ngồi lên thuyền được không ta? Ôi giờ tại sao mình lại không nghĩ ra cái trò đó nhờ? Cái con nó có thể nó bự quá, nó ngồi không được, nhưng mà thằng này là người mà. Tôi thử coi sao. Ôi nó làm hỏng thuyền luôn. Rồi cách để đấu đoàn này căng đấy anh em, căng đấy. Tôi biết cái điểm yếu của tôi ở đây là gì rồi anh em à. 36 cái điểm yếu lớn nhất của tôi là trang bị fan. Rồi tại sao tôi bây giờ tôi mới nhận ra là trang bị của tôi nó không tới cái tập được cái tầm gọi là tầm trung luôn ấy anh em à. Hey. Thôi được rồi, bây giờ tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta nên để tâm vào cái việc mà trang bị nhiều hơn rồi các bạn à. Chúng ta không cứ thể nào mà để cho nó bắt nạt chúng ta hoài như vậy được. Được rồi, một cái vũ khí này, một cái cây này với cái lượng đam là tầng 13 đam và có cái độ xa khá là xa, tôi nghĩ tôi nên chế cây này. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ là cái cây này chúng ta chế như nào đây này. Cái này là Leader Street. Ok, Leader Street là chúng ta cần phải có da. Da thỏ á. Rồi chứ bây giờ mình kiếm thỏ đâu ra. Cái da này thì mình có thể lấy được từ cừu, từ bò mà đúng không? Ui, thì đi săn bò thôi. Cái da này lấy được từ bò anh em ạ. Da này lấy được từ bò nha. Bây giờ mình chỉ cần đi săn bò thôi là mình sẽ có cái da này rồi. Mình đã có được 12 cái da bò rồi anh em. Ok. Cái cây này thì chỉ cần gỗ thôi anh em. Gỗ thì dễ, gỗ thì chế mình có. Rồi ok, mình chế tạo được hai cây này rồi. Đây, để sắt như này. Rồi. Ok, có vũ khí VIP để dùng rồi anh em ạ. Có vũ khí VIP để dùng rồi. Rồi từ lúc bắt đầu đến giờ đây là lần đầu tiên tôi cầm vũ khí VIP đó nha mấy đi. Ok, và để chống lại con này tôi không biết là khiên nó có tác dụng hay không, nhưng mà thôi vẫn cứ chế tạo một cái khiên đi cho chắc mấy đi ơi. Rồi, ok, có khiên, có giáp, có kiếm đầy đủ. Chơi thôi. Ok, coi đang đầy máu. Qua đây mày. Ôi trời, đau không con trai? Mày đau không? Ôi trời, chứ tao thấy đau rồi đấy, đau quậy trưởng luôn á. Này, mình sẽ ép nó vô cái nguồn nước này để nó không thể nào đánh bại được, để nó không thể nào chạm được mình anh em à. Nhưng mình nó phải chạm được nó. Đau không? Mày đau không? Mày thích sao? Thích sao? À! Em đau anh ơi. Dạ anh không đau nhưng mà em đau. Trời đất ơi, mình con người với nhau, mình nói chuyện đi anh trai, mình lột mặt nạ, mình nói chuyện, mình cho bọn mình nói chuyện với nhau đi. Ôi chui hết nhào vô đấm em, xịt máu không còn cái miếng gì luôn á. Hồi nãy anh em vậy thôi chứ mày đánh tao mày xong mày con trai. Ây da. Rồi nó lại hồi full máu rồi các bạn ơi. Cay thế à, thằng này nó sử dụng được sức mạnh của con mắt nên là khó chịu vãi chưởng. Đâu lao tới đâu coi. Giờ cứ đánh được một tí là phải out ra anh em mà, chứ không nó lại sử dụng cái tiền chiêu mẹo giặt cuộc sống của nó thì thôi. Ôi, tôi biết mà, tôi nhìn cái mồi nó đứng yên là thấy nó chuẩn bị sử dụng tiền chiêu rồi đó anh em. Một phát nữa. Một phát nữa chết rồi. Ai à. Xịn vô cái nó khác biệt liền anh em ạ. Ngày nay là tôi còn chưa ăn táo vàng đó nha, chưa ăn táo vàng đó. Trời ơi, nhưng mà sao đánh nguyên một cái con hiệp sĩ như này mà nó không ra cái gì cho tôi hết vậy. Thôi bây giờ tạm thời vứt bớt đồ đi anh em ạ. Chịu hồi nó lại, quýnh nó thêm một lần nữa để coi nó ra con mắt hay không. Ít nhất cái thằng này phải ra con mắt cho tôi chứ. Ôi trời ơi, nó thọt cho một cái muốn chuyển kiếp luôn vậy mẹ ơi. Sao tôi thọt nó không muốn chuyển kiếp nè. Chuyển kiếp nha mày. Ôi. Ây da. Cứ nó mất một lượng máu nhất định nó sẽ đổi tuyệt chiêu, nó ra đòn anh em ạ. Hồi nãy là cái tuyệt chiêu đầu tiên của nó là tuyệt chiêu lướt tới. Sau rồi tới tuyệt chiêu
lướt qua lại. Sau cuối cùng sẽ là tuyệt chiêu mạnh nhất của nó, là cái tuyệt chiêu phóng ra cái cột kia để bảo vệ nó. Chết rồi. Những cái tuyệt chiêu là tuyệt chiêu mạnh nhất của nó anh em ạ. Chính phát là đi luôn đấy. Ai à. Kỳ khó chịu của nó đây rồi. Miễn máu nữa thôi. Chết chưa? Đây rồi, con mắt. Yes! Hai phát hai lần anh em ạ. Hai lần ra con mắt luôn. Được. Wow. Ôi, nó cứ phải gọi là hợp lý anh em ơi. Thôi, trời ơi, rô mạnh quá rồi. Ôi, tôi cảm thấy như là bây giờ tôi có thể giết luôn hàng trình cuối của cái phiêu lưu này luôn rồi đó. Đi gopper tôi còn giết được một mấy người khác sao? Là cái gì nữa anh em? Trời ơi, tôi là tới cái gì luôn rồi đó. Và bây giờ là mới là cái quan trọng là mới đi. Bây giờ là mình phải tìm Waystone chế tạo được không? Waystone chế tạo từ rêu. Nhiều kiến thức cần được nạp quá anh em, mà nhiều kiến thức cần được nạp quá. Cái đầu tôi như muốn nổ tung rồi. Được rồi, vậy là bây giờ là cái tầm quan trọng của da bò nó rất là thiết thực luôn em, nên là tôi phải đi thu thập da bò càng nhiều càng tốt anh em ạ. À, thực ra thì tất cả mọi nguyên liệu ở trong cái Minecraft này là tất cả đều quan trọng hết nha anh em, không nên bỏ qua bất kỳ cái nguyên liệu nào cả. Sao nãy mày thấy tao vừa dưới trên gấp bơ chưa? Mày không là cái đinh gì cả, ok, đừng có mà bắt gáo lên trên đây nha con. Con phải gáy đâu, nhưng mà con mới linh mạnh quá. Trời ơi. Được rồi, tôi nghĩ là bây giờ thì chúng ta nên quay trở lại nhà của chúng ta. Rồi, cái đường quay về nhà nó phải gọi là cả một hành trình gian nan ngoại đạn luôn á mấy đi. Ôi giờ để TP tới làng lá thì tôi cần phải tìm một cái làng nào đó nó có waystone thì tôi mới TP được các bạn ạ. Ô, đây có một cái làng. Báo đây em ạ, quái trưởng. Ôi, đây có làng. Ngồi vô em ơi. Alo, mấy trong làng này có đồ nào cho em loot không nhỉ? À đây rồi, tán vào lòng em, táo vàng đây rồi. Ở đây thì có giáp này, nhưng mà mấy cái giáp này thì mình đang mặc trên người rồi các bạn ạ. À, mình đang không cần giáp lắm. Có gì đây? Ô, sao đây? Ê, dưới đây cái bộ xương nữa anh em. Tôi cần tìm cái waystone của cái làng này trước đã anh em ạ. À. Ôi, làng này có lâu đài. Ê, làng có lâu đài thường là làng của chiến binh đó anh em ạ. À. Bậy. Ok, cái con chiến binh này đang đánh cái con kia, nhưng mà nó sẽ quay qua nó đấm tôi nè. Đấy, tôi biết mà. Mày không đấm được tao đâu con trai. Tự dưng thấy cái làng cũng được phết nha. Nhưng mà cái làng này không có waystone anh em ạ. Tức là bây giờ thì chúng ta vẫn phải đi một khoảng thời gian, một khoảng cách khá là xa là chúng ta về được nhà của mình. Đậu xanh. Bây giờ đi thẳng qua bên đây là tới nhà rồi nè. Đợi gấu. Đừng nha. Ôi thôi. À đây rồi, gần tới rồi. Ở dưới làng mình lại còn một cái làng khác nữa hả? Ok, ở đây thì mình có một cái làng rồi, mình biết sự hiện diện của cái làng này rồi. Làng này là làng tân thủ à, làng tạm anh em ạ, làng này làng tạm của chúng ta. Rồi làng tân thủ, đây rồi, mình quay về làng tân thủ rồi. Tôi nghĩ là tôi nên đổi tên cái làng này anh em ạ. Làng tân thủ, home. Bác ơi, con trả nhiệm vụ bác ơi. Anh đứng trong đó rồi, ông nội em cũng không trả được nhiệm vụ nữa anh trai. Rồi anh đừng có trách tại sao em lại đập nhà anh nha. Dạ, yeah, ok, wow, mày đã có thể tiêu diệt được gọi là cái con kỵ sĩ rapper rồi. Cái thằng này thì nó sẽ sống một cuộc sống rất là bình yên ở trong cái ngôi nhà nông dân của nó. Farmhouse không biết là gì là nhà nông dân đúng không? Và đây là cái bản đồ về cái nơi của nó, Night Tail. Ok, vậy là tiếp theo là chúng ta lại phải đi tiêu diệt Night Tail rồi. Ui, tôi lóc quá trời luôn em ạ. Mọc nhãn. Ui ôi, tôi lóc quá trời luôn rồi. Đực của nó. Anh em ơi, đực của nó. Được rồi, và là trong video ngày hôm nay thì chúng ta đã hoàn thành được cái thử thách tiêu diệt được Knight Ropper, hay còn gọi là kỵ sĩ Ropper rồi anh em ạ. Đồng thời chúng ta cũng đã lấy được con mắt Rogue. Không biết đọc đúng không, nhưng mà vậy đó. Thì hiện tại là mình đã có được hai con mắt rồi. Mình đã tiêu diệt được hai người giữ mắt rồi. Đó chính là một là một con O và hai là một con kỵ sĩ Rapper đó. Đây rồi, đương mắt rồi. Đây rồi, hai con mắt rồi. Yes, ok. Và nói chung thì video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi anh em ạ. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay rồi. Và tập tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tiêu diệt Night Tail, hay còn gọi là chín đuôi anh em. Quay ngay cái tình chính đuôi là thấy hơi căng rồi đó. Còn đâu sao? Và video này cũng là kết thúc rồi. Và nếu bạn nào thích video này, đừng quên để một like và xem video này cùng với mình. Cho kênh YouTube của Cdo Pixel để xin được gặp lại. Hãy đăng ký kênh này nha. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp. Bye bye.